này bán sao vậy chị? Pin này à? Dạ. 15.000. 15.000 một lạng ạ. 150 một ký. Dạ. Cân thử cho em một trái nhỏ nhỏ thôi. Nó cỡ đó không, không có cái nhỏ. Trái này đi. Dạ. Wow, cái cân vẫn là cân ngày xưa luôn nè. Rồi, 3 lạng 3. 3 lạng 3. Là bao nhiêu? 50. Dạ. Rồi, lấy cho em trái đó ạ. Hôm nay có món ngày xưa nữa. À, cái cơm rất là xưa. Cho con mượn mấy cái trái ở trong đó cô giới thiệu thêm nè. Nè. Cái này là nhiêu ạ? 20. 100. 200. À. Nửa ký. Cái này là nửa ký. Để cái này là nhiêu? 3 lạng 3. 3 lạng 3. Cái này là 1 ký. 3 lạng 2 chứ. À, 3 lạng 2 cái này. Yeah. Là 1 ký. Đây là 1 ký. À. Cái cân này cô bán từ hồi nào ạ? Cô bán chợ là từ hồi nào cô? Cô bán là 10 tuổi. 10 tuổi. Hôm nay cô 65. Cô bán vậy là 55 năm. Và dùng cái cân này. Dùng cái cân này nhưng mà không phải là 55 mà bán cái nghề thịt. À. Bán nghề hàng bông. À, rồi lên thịt. Rồi xong rồi bộ mới lên nghề thịt này. Dạ. Hàng bông lên thịt là tiến lên đúng không tiến cô? Tiến lên. À. Ta là tiến lên không bắt hồi vậy là tiến lên rồi. Dạ. Rồi nếu mình sẽ lấy trái tim này về làm tim hầm ha. Cái này là có giá 3 lạng 2. 15. 48. Dạ. Nó giác mẹ tính lấy cô 50 là sao lấy 48. Dạ, cảm ơn cô. Giao lưu. Cô quán ở sập này là sập 198 chợ Nguyễn Tri Phương nha quý vị. À, ngoài thịt. 198 199 là hai quầy. Dạ. Cô cho con xin tên cô tên gì ạ? Cô Lê Thị Anh. Cô Lê Thị Anh. Dạ, cô Lê Thị Anh bán hàng thịt hai hàng ha. Một kêu tôi lên TV nha. Dạ, cô sẽ lên TV đó. Tôi diễn tả cho. Diễn tả dạy nghề thịt cho. Dạ, giờ cô có thể giới thiệu thêm nghề thịt của cô không? Ở đây là cô bán. Đây. Bán thịt. Đây là giò được giá đó là bớt hơn 10 ngàn. Giá 40 ngàn. Bớt ngày bớt giá hơn. Bớt là 50 á. Bớt là 40. Bớt là 40. Có lẽ phải 5 ngàn chứ. Cái giá thì phải 40. Có lẽ thì 5 ngàn. À. Bớt 5 ngàn. Rồi chào cô nha. Dạ. À với lại con hỏi cái người ta nói đi chợ phải trả giá rồi con quên nãy đoạn trả giá. Cái này là nói thiệt. Nói thiệt hả? Dạ. À, cái giá nó vậy rồi. Dạ. Ở hàng ngon là cái giá nó vậy rồi. Dạ. À, nếu trả giá cũng được, mình trả tiền để ý thích nhưng mà bán hay không gì thì do chủ. Dạ. Nhưng nếu cái này là hồi nãy là không có trả giá nè. Rồi cái này là nếu không mua là trái tim này là 3 lạng 2 và 48.000. Dạ. Dạ, rồi chào cô nha. Dạ con đi. Ping. Và với việc đi chợ khoảng chừng vài phút và khoảng 1.5 tiếng hơn Lý Hương hầm trên cái chiếc nồi cơm điện này á thì Lý Hương đã có một cái món ăn rất là ngon mà mình thường thích. Ăn. Cả nhà có thích món này không? Tim hầm nè. Trái tim, bỏ một ít hạt nêm, muối, bột ngọt, tiêu và tỏi vô thì chỉ cần bật lên cho nước sôi và chúng ta đã có một món ăn ngon. Tim hầm. Cả nhà có thích món này không? Chị Hương rất là thích món này. Đâu rồi? Sao mờ quá vậy? Rồi, rõ rồi. Wow, ngon quá. Thơm quá. Bây giờ thì Lý Hương sẽ lấy ra ha. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Trời ơi. Mình thèm cái món này ghê á. Mà đi Sài Gòn không thấy, không có. Nên thôi, tự nấu luôn. Và món này cũng dễ nấu thôi. Đi mua một trái tim thật là tươi. À, sao có vẻ nó hơi tái tái nha. Cái màu nó hơi tái tái hả cả nhà. Sau đó thì mình sẽ bỏ một ít. À, với lại trái tim thì làm cũng khá là dễ ha. Ở trong đây thì có tỏi nè. Tỏi này là tỏi Lý Sơn. Rất là thơm. Ở trong đây thì có hạt tiêu đen nữa. Bỏ vô. Cộng với một ít gọi là gia vị ha. Sau đó chúng ta có một món ăn ngon gọi là tim hầm. Bây giờ Lý Hương sẽ thử một ít nước xem như thế nào.
Nước trong đây thì còn tỏi nè. Món này cũng là một món ăn tẩm bổ đấy cả nhà. Có điều thì Lý Hương hơi nêm hơi mặn xíu, Lý Hương sẽ bỏ một ít nước vô, nước sôi vô. Rồi sau khi pha loãng lên thì cái phần nước đó đã vừa hơn rồi cả nhà ơi. Trời ơi ngon quá. Không biết là có ai mà thấy món này lạ không. Thường thì team mọi người đem về á, mọi người thường sẽ cắt ra rồi xào. Cũng có khá nhiều món, nhưng mà Lý Hương rất thích là cái phần chân lên nó giữ được cái vị ngọt của mình ăn như thế này. Ăn không như thế này thôi, không cần chấm thêm gì hết. Sau đó sẽ húp nước. Món này cũng là một dạng là món tẩm bổ đó cả nhà. Wow 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 wow. Đây, món ăn mà Lý Hương tự nấu đấy. Có ai thèm không nào? Nghĩ vô đây và chuẩn bị sẵn một ít nước. Ăn cái này rồi sau đó uống một muỗng nước. Cái nĩa này có bộ ném xíu à. Ngon quá. À, xin mời quý vị nha. Ngon làm sao quá. Cái chim nè. Cái này thấy không? Trong đây là tỏi và tim nè. Tỏi và tim nè. Cái tim này thì được cái cô á, cô có thâm niên bị người mẹ bán, từ bán rau lên tới bán thịt. Cân trong cái tình trạng mà chiếc cân rất là cũ rồi, chiếc cân từ hồi xưa. 3 lạng 2, mỗi lạng cái giá là 15 ngàn, và tổng cộng cái tim này á là 45 ngàn, cùng với một số những gia vị rất là đơn giản. Lý Hương ăn ít phần tiêu nữa. Thì chúng ta có được món tim hầm rất là bổ dưỡng. Đây là một món ăn mà Lý Hương rất là thích. Đây, có phần tiêu, cắn luôn tiêu, thơm, hơi cay cay. Xong húp một miếng nước hoặc là húp nước trước, ăn trước rồi nhai xong, rồi xong bỏ một miếng nước vô. À, xin mời cả nhà nha. Tỏi bây giờ rất là bùi à, mềm. À, cái này Lý Hương hâm trong vòng khoảng một tiếng, gần được một tiếng rưỡi. Húp một muỗng này nữa. Quá ngon. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Đây là món ăn Lý Hương tự nấu đấy. Tiết lộ cho cả nhà, Lý Hương nấu ăn cũng được lắm á. Nhưng mà bây giờ đang trong giai đoạn có thể đi trải nghiệm. Lý Hương sẽ trải nghiệm, gom góp nhiều kiến thức hơn nữa, để mai sau đây mình sẽ có dịp để chỗ tài thêm nhiều món ăn ngon. Rồi, và đây là cái món tim heo hầm mà Lý Hương rất là thích, giới thiệu cho cả nhà. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.
hãy nhấn like nếu thích và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới từ Lý Hương nha. Bye bye. Giờ Lý Hương sẽ chán hết phần này đây. Bye bye.